đi ăn kem không con? Ăn kem không kìa? Thân đi ăn kem không? Thân đi ăn kem không? Ice cream hả? Đi. Đi đi qua qua mua kem đi. Qua mua kem trước đi rồi xíu nữa rồi đi mua pháo sau. Coi thử coi thích cái kiểu gì xong rồi thích kiểu gì xong rồi cứ đọc cái số cho nó thôi. Nè xong 38 39 rồi. Chị thấy đảm bảo. Ồ cái đó dán cái đó là chắc hết rồi kìa. Không phải, chắc là nó chọn. Em chọn chưa? Chọn chưa? Em đi thích đá bào anh đi. Đá bào. Cho nó đi đi không sao đâu. Từ từ có chữ xé thôi. Đi. Sao có không? Đó. Số 9 kìa. Số 9 kìa. Số 9 với số 10 đó. Rồi vô luôn. Số 14 như xoài quá ha. Hả? Chúng mày thích cái nào con? Sao đâu? Nó là gì vậy con? Chưa khóc. Nói đi. Sao? Cái nào? Xếp hàng. Đâu? Cái nào đâu? You have mango? Yeah. How much for? $3. $3.50. Yeah. $3.50. Hai ly. Two mango. Rồi có cái con đó là sao? How about this one? This one là thói or? $2. $2. One more. Kể nó cứ lấy đi. Cứ lấy lại. Kìa chú Vy kìa, chú Vy kìa. Vy số nhiêu cái nặng ngon. Wow, cái gì lạ vậy? Mở ra coi thích coi. Này nó giống kem hay sao? Yeah, oh wow. Cái gì vậy? Wow. I love it. Kem hả? Ice cream hả? Wow trời, nó còn nắng. Ui, có hai con bắp nè. Đẹp, có hai con mì cắm liếm ăn cách. Ui, wow. Ngon không? Ngon không? What smell? Mango. Thì mày ăn thử cái smell gì? À, gumbo. Nó là gumbo đó. Ở bên mua cà bảo đó. Ôi trời. Tôi làm không ăn được. Có chị bà dân cho đi vô đây. Chị bà đâu kia. Cho chân đi coi nha. Hãy xếp ai đi, mua cái sun up lemonade kìa. Gì? Sunday cũng được, hai cái luôn. À, có người lại cái sunday. Thôi chú Mì có cái con đẹp không nè? Johnny, nhìn chú Mì có nè. What do you have? Is it yummy? Cái này là giống hôm qua em ăn này, thay nữa. Có một cái đó thật kìa. Một ly nha. Look good ha. Vanilla, chocolate. It's the ice cream. Ice cream sundae. Hay là thử này đi em. Nào. Này. Cái gì vậy? Lên mua cho anh ly đó đi. Cái này ớt hơi cay nha, cái này nhìn cay không? Cái quần spicy.
you want spicy? I don't spicy. No, I think. Okay. What? Little bit spicy. And this is the rahul. Chiron, chiron. So Sunday, no? Oh, you want Sunday, no Sunday? No. Ở phải sân sân đây hả? Sân đây mua gì? Không phải lại cái có được có mấy món đấy. Wow. Cho cô Lan uống thử đi. Uống thử đi cô Lan, uống thử cái đó đi ngon lắm. Phi. Thử đi, thử đi. Nhi thử rồi. Thôi Nhi mà thử với Nhi thôi. Rất kinh kìa. Ngọt quá hả? Chắc trộn lên. Trời ơi, cố này. Cái đá bào. Uống hả? Nô xanh này. Hả? Uống hả? Giá bánh này có. Ngon. Vậy, đưa bác Mai hết dừa. À, dừa không? Nha, bác Mai đừng mua. Kẹp cái dừa. Này là xôi, cam xôi đây này, đúng rồi. Nè. Phải không? Phải không? Giống cam xôi cho đây. Cái tên kia. Nó làm gì trên á? Không biết nữa. Cho này đi đâu vậy? Đi về chị bè đây. Có nho đấy. How much total? 17. 17. Hey, which fireworks are hot louder? Cái này giống như là cà na xí mùi vậy đó. Hả? Em thấy nó có chanh nữa, nó có chanh nữa đó. Nhớ, nhớ. Một thứ. Rồi đưa lên cài, đưa lên bà con đưa lên cài. Chú Mì đưa lên đây nhìn ta chú Mì, đưa lên. Ôi nhìn ngon quá. Ừ, nhìn ngon. Đây chú Mì này, chú Mì này. Giá vừa mà. Còn đây chú Mì. Giá rẻ nè. Nhưng mà bữa mình đi công viên 5 đồng. 17 đồng hả? Tổng cộng là 17 đồng hả? 17 đồng. Bây giờ xe trót to chưa? Ngon không chú Mì? Ngon không con? Cái đó pha bông mà phải không? Đốt nó chiếu. Mạnh. Ừ. Đẹp. Đâu, thử coi, thử lại lần nữa. Không phải đá vào. Thử lại lần nữa. Mặn kè à. Anh mua lộn rồi, anh tưởng là... Anh tưởng siro rồi. Liên quan cho siêu mại gì á. Ừ. Giống như cái cây này nè. Ừ, cây bà. Bỏ cây ra đi. Cây mặn. Đẹp. Rồi liên quan sao? Của em được, ngọt không? Anh có muốn nó thêm đường hay gì không? Chắc nó bỏ cho anh đường cho nè. Thử đi của em. Cho nó có đường á, để nó bỏ đỡ. Đây, gai cái bắp mai lại cho mai cho. Đi qua ăn ngon hơn. Ừ. Không,